Sora là một học sinh trung học hiện đang sống với người dì của cậu ấy, nhưng bà dì của cậu lúc nào cũng tự nhốt mình trong phòng để làm công việc thiết kế. Và một ngày đẹp trời thì cậu ấy đột nhiên nhận được một túi hàng to trà bá do bố cậu gửi về từ Ai Cập. Sau khi mở bọc hàng ra thì Sora đã hoảng hốt khi biết nó là một cái quan tài, và bố của Sora có gửi lời nhắn rằng bên trong quan tài này là một cái xác ướp. Ông ấy còn nói rằng cậu phải đối xử với cái xác ướp này như là một thành viên trong gia đình. Bố của Sora vốn là một nhà thám hiểm chuyên đi chu du khắp mọi nơi trên thế giới, cho nên những thứ mà ông ấy gửi về không phải là búp bê bị nguyền rủa thì cũng là ma quỷ, cho nên Sora nghĩ rằng cái xác ướp này chắc chắn cũng không phải là thứ bình thường. Ngay sau đó, bước ra từ trong quan tài lại là một nhóc xác ướp bé tí xíu trông có vẻ vô hại, nhưng Sora vẫn nghĩ nó là một thứ nguy hiểm nên cậu đã cẩn thận đẩy nó trở lại vào bên trong quan tài. Sora đột nhiên nhìn thấy có nước chảy ra từ bên trong quan tài, và hóa ra là nhóc xác ướp đã khóc vì sợ bị Sora gửi trở lại Ai Cập. Thấy nhóc xác ướp cứ làm phiền nên Sora đã sử dụng một cuốn vở để chặn nó lại, cho nên nó đã giả vờ làm động tác gõ cửa để được cậu ấy cho đi qua. Nhóc xác ướp đã xin được làm việc nhà giúp cho Sora để được ở lại đây, nhưng nó không thể làm được việc gì vì cơ thể quá bé nhỏ trong khi đồ đạc cái gì cũng to. Nó thậm chí còn rơi thẳng vào bồn rửa chén nên Sora phải vội vàng vớt nó ra. Sora đã lấy sách vở ra để nghiên cứu một số thông tin về nhóc xác ướp này nhưng chả có kết quả gì, và con chó của Sora đột nhiên bị trấn vào cửa cho nên cậu ấy đã nhanh chóng chạy tới bế nó. Khi nhìn thấy Sora bế con chó thì nhóc xác ướp đã cảm thấy hết sức là ghen tị, cho nên nó đã sủa giống như con chó để gây sự chú ý với Sora rồi ba chân bốn cẳng lao thẳng lên người cậu ấy. Sora đã cố gắng lấy nhóc xác ướp xuống vì sợ nó bị ngã, và hai đứa đều muốn được Sora bế nên chúng nó đã sủa qua sủa lại để tranh giành cậu ấy. Để cho dễ gọi nó thì Sora đã đặt cho nhóc xác ướp một cái tên là Mi, và sau khi được Sora đặt tên cho thì nhóc xác ướp đã cảm thấy hết sức hạnh phúc. Sora đã cho Mi uống một ít nước nhưng nó lại ôm cả bát nước đổ thẳng lên người, cho nên Sora đã phải lấy một cái nắp chai để làm cốc uống nước cho nó. Sora đã lục tung cả nhà bếp để tìm xem có thứ gì cho Mi ăn hay không, nhưng vừa quay trở lại thì cậu ấy đã hoảng hốt khi nhìn thấy Mi đang ăn thức ăn chó. Sora đã đưa ra một số loại thức ăn để xem Mi ăn được những thứ nào, và có vẻ như nó rất thích ăn táo hoặc là sợi mì ramen. Ngày hôm sau, trong giờ ăn trưa ở trường thì Sora đã kể cho cậu bạn thân Tazuki nghe về Mi, và Tazuki chưa thấy thằng nào nuôi xác ướp trong nhà bao giờ, cho nên sau giờ học thì Tazuki đã đi cùng với Sora về nhà cậu ấy để xem Mi trông như thế nào. Vừa về tới nhà thì Sora đã hoảng hốt khi nhìn thấy Mi đang khô quắt trông giống như một cái xác ướp thật sự, nhưng may mắn là sau khi cho Mi uống nước thì nó đã ngay lập tức trở lại bình thường. Sora đã đưa Mi tới trước mặt Tazuki để cho nó làm quen với cậu ấy, nhưng Mi lại cảm thấy hết sức hoảng sợ vì trong mắt nó Tazuki như là một kẻ xấu xa vậy, nên nó không dám để cho Tazuki đụng vào người mình rồi nhanh chóng trốn ra phía sau lưng của Sora. Sau khi Tazuki rời đi thì Sora đã đưa Mi vào trong bồn để tắm với cậu ấy, và Sora đã rất ngạc nhiên khi thấy Mi bơi lội trong bồn tắm hết sức là vui vẻ, nhưng do nước thấm vào quá nhiều nên khi bơi xong thì bụng của nó đã bị trương phình lên. Lần nào đi học về thì Sora cũng nhìn thấy Mi bị khô quắt lại mà không biết lý do tại sao, và nhìn thấy Mi có vẻ rất muốn được làm việc nhà nên Sora đã chế cho nó một con dao nhỏ. Sora đã đưa cho Mi một ít dưa chuột để nó ngồi cắt cho vui nhà vui cửa, và trong lúc không để ý thì Mi đã vô tình đạp phải một miếng dưa chuột khiến nó bị rơi xuống, nhưng may mắn là Sora đã nhanh tay đỡ được nó trước khi chạm đất. Tazuki đã tới nhà của Sora để học nhóm cùng với cậu ấy, và trong khi cậu ấy đang đi chuẩn bị một ít đồ điểm tâm thì Mi lại phải ở một mình với Tazuki. Nhìn thấy Mi càng sợ hãi mình thì Tazuki lại càng muốn trêu đùa nó, và Tazuki đã dùng một chút điểm tâm để dụ dỗ Mi rồi ngay lập tức bắt nó lại. Tazuki muốn gỡ thử lớp băng của Mi ra vì không biết bên sau lớp băng của Mi là cái gì, nhưng Sora đã ngăn cậu ta lại rồi nói rằng nó có thể sẽ chết nếu như tháo lớp băng ra. Sora đã đưa cho Tazuki một ít thức ăn chó rồi cho cậu ấy biết rằng Mi rất thích thứ đó. Và đúng là sau khi Tazuki cho Mi một ít thức ăn chó thì nó đã thân thiết hơn với cậu ấy. Ngày hôm sau, lo sợ Mi sẽ lại bị khô quắt tiếp nên Sora đã đưa nó tới trường học cùng mình. Và do không chú ý nên Sora đã để cho một cô bạn có tên là Motegi nhìn thấy Mi, nhưng may mắn là Mi đã giả vờ bất động làm như là một con búp bê bình thường. Motegi cảm thấy Mi hết sức là dễ thương cho nên cô ấy đã nhờ Sora làm cho mình một con. Và Sora đã làm ra một đống thú nhồi bông trông y hệt Mi để tặng cho Motegi cùng với Tazuki. Nhưng Sora lại hoảng hốt khi phát hiện ra Motegi đã cầm nhầm phải Mi thật đi. Tiếp theo là tiết thể dục nên Motegi đã bỏ Mi lại trong phòng thay đồ nữ. Và Mi đã nhìn thấy một cái lỗ ở dưới nền nhà nên nó đã đi vào cái lỗ đó để ra ngoài.
Đi theo cái lỗ đó thì My đã leo lên được một cái ống thông gió, nhưng đang mò mẫm trong ống thông gió thì nó lại vô tình chạm mặt với một con chuột, cho nên nó đã hoảng sợ chạy té khói khỏi sự truy đuổi của con chuột đó. Trong khi đó, Sora cùng với Tazuki vẫn đang cật lực chạy khắp cả trường để đi tìm My, và bọn họ đã nhìn thấy My đang bị con chuột hồi nãy rượt đuổi, cho nên Tazuki đã dùng áo bắt con chuột lại để giải cứu nó. Sora đã đưa cho Motegi một con sắc ướp nhồi bông khác, và cậu ấy đã phải cẩn thận hơn để không đưa nhầm My cho cô ấy thêm một lần nữa. Bà dịch cây đê của Sora cuối cùng cũng chịu ra ngoài sau nhiều ngày tự giam mình trong phòng để làm việc. Và khi nhìn thấy hộp bento chỉ toàn thức ăn chó nằm trên bàn thì Ken đã hết sức hoảng hốt vì cô ấy tưởng rằng thằng cháu mình đã phải ăn thức ăn chó để sống suốt thời gian qua. Sora đã phải giải thích cho dì Kaede rằng đống thức ăn chó đó là của My, nhưng không hiểu tại sao cô ấy lại không có hứng thú với My mà lại chỉ có hứng thú với cái quan tài của nó. Sora đang chuẩn bị đi học thì cậu ấy lại đột nhiên ngã gục xuống ngay trước cửa và cậu ấy đã bị sốt nặng nên hôm nay đành phải nghỉ học ở nhà một ngày. Vì sợ lây bệnh cho mọi người nên Sora đã khóa cửa phòng lại để bọn họ không vào trong được. Nhưng Kaede vẫn leo vào phòng của Sora bằng đường cửa sổ cùng với một cái mặt nạ phòng độc và cô ấy thậm chí còn lấy một cái băng dán y tế để làm khẩu trang cho My. Sau khi chăm sóc cho Sora thì Kaede đã xuống bếp để chuẩn bị bữa tối cho cả nhà và do lo lắng cho Sora nên My đã khóc rất nhiều. Ngay sau đó, Kaede đã hoảng hốt phát hiện ra My lại tiếp tục bị héo khô như những lần trước. Và Sora biết được rằng mỗi lần My khóc thì nó sẽ bị mất nước cho tới khi khô quắt lại thì thôi, cho nên cậu ấy đành phải để nó ở bên cạnh mình tránh trường hợp nó lại khóc tiếp. Khi nghe tin Sora bị ốm thì Tazuki cũng đã tới rồi đeo mặt nạ vào thăm cậu ấy và Tazuki đã dặn dò My là phải chăm sóc cho cậu ấy thật cẩn thận. Tối hôm đó, thấy cái khăn trường của Sora đã bị khô nên My định thấm cho nó một ít nước, nhưng thau nước lại nằm trên bàn nên My không thể đưa cái khăn to đùng lên đó được. My đã tự mình leo lên trên cái bàn đó mà không mang cái khăn theo và nó đã nhảy vào thau nước rồi tự dùng chính bản thân nó để làm cái khăn trường cho Sora. Sáng hôm sau tỉnh dậy thì Sora đã cảm thấy cơ thể của mình khỏe hơn rất nhiều, nhưng do thấm nước làm khăn trường cho Sora cả đêm nên lần này lại tới lượt My bị cảm lạnh. Mặc dù đang bị cảm lạnh nhưng không hiểu tại sao My cứ đòi chạy ra ngoài sân chơi, cho nên Sora đã chuẩn bị cho My một cái mũ len cùng với một cái khăn len để giữ ấm trông hết sức dễ thương. Nhưng vừa chạy ra ngoài thì nó lại đột nhiên nhảy xuống gầm nhà rồi đòi đào một cái hố. Thấy My đào có vẻ chậm quá nên con chó đã chạy ra đào hộ cho nó và My đã chạy lại cái hố đó rồi tự vùi mình xuống bên dưới cái hố. Sora đã hết sức lo lắng không biết tại sao My lại tự mình chui xuống dưới hố như vậy và cậu ấy thậm chí còn bắt đầu sợ rằng có khi nào My sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Tuy nhiên sau nửa ngày nằm dưới cái hố thì My cuối cùng cũng chịu chui lên. Và Sora phát hiện ra rằng sau khi chui xuống dưới đất nằm thì My đã hoàn toàn khỏi bệnh, thậm chí những vết bùn đất bám trên người nó cũng đã sạch bóng đi lúc nào không hay. Kaede mỗi lần đeo kính vào thì cô ấy dường như sẽ biến thành một con người hoàn toàn khác và cô ấy sẽ trở thành một con người mạnh dạn hơn lúc bình thường rất nhiều. Nhưng cứ tháo kính ra một cái là cô ấy sẽ trở lại như bình thường ngay, cho nên Tazuki nói rằng Kaede cần phải sửa lại cái tính đa nhân cách mỗi khi đeo kính của mình lại. Đang trên đường về nhà thì Tazuki đột nhiên cảm nhận được có ai đó đang bám theo mình và sau khi nhìn kỹ lại thì cậu ấy đã phát hiện ra đó là một con tiểu quỷ rốn lồi bẩn thỉu. Nhưng cậu ấy không muốn nhận nuôi con tiểu quỷ nên đã bỏ nó lại đó rồi đi thẳng về nhà. Tuy nhiên, vừa về đến nhà thì cậu ấy lại nhìn thấy con tiểu quỷ đó đang đứng ở ngoài cửa sổ. Cho nên cậu ấy đã kéo rèm cửa lại để cho nó khỏi đòi vào trong rồi tiếp tục ngồi học bài như bình thường. Nhưng thấy con tiểu quỷ cứ đứng ngoài đó suốt cả đêm nên Tazuki đành phải để cho nó vào. Tazuki nói rằng cậu ấy chỉ cho con tiểu quỷ ở tạm một đêm tới sáng thì phải cút xéo ngay. Và con tiểu quỷ này người thì bẩn như lợn mà vẫn dám leo thẳng lên giường cậu ấy nằm. Con tiểu quỷ đã nhảy thẳng vào cốc trà nóng để tắm khiến cho nó suýt nữa thì bị bỏng chết. Và buổi tối nằm ngủ nó còn gáy rõ to làm cho Tazuki không thể nào chợp mắt nổi. Sáng hôm sau, Tazuki đã ném con tiểu quỷ bay thẳng ra ngoài sân. Và khi tới trường thì cậu ấy đã kể cho Sora nghe về con tiểu quỷ đó. Tuy nhiên đêm nào con tiểu quỷ cũng mò tới nhà của Tazuki để xin ăn nhờ ở đậu. Và thức ăn trong nhà của hai anh em cậu ấy đều bị con quỷ lồi rốn này chén sạch. Tazuki cùng với em gái cậu ấy cảm thấy có vẻ như con tiểu quỷ đang dần trở thành thú nuôi của bọn họ. Và Sora nói rằng cậu ấy có nhận nuôi nó luôn cũng chẳng sao. Vì Sora biết rằng ẩn sâu bên trong thì Tazuki là một con người cực kỳ yêu thương động vật. Tazuki cùng với Sora đã thường xuyên nhìn thấy các sinh vật lạ từ khi hai đứa còn rất nhỏ và các sinh vật đó chỉ xuất hiện trước những người có thể giúp đỡ được bọn chúng mà thôi. Tối hôm đó, Tazuki đã hỏi lý do tại sao con tiểu quỷ lại cứ bám theo cậu ấy như vậy
và hóa ra nó thấy thích Tazuki là vì cậu ấy cũng có một vết sẹo trên tay giống như nó. Nhưng Tazuki nói rằng cậu ấy đích phải là anh em giang hồ của nó. Ngày hôm sau, Tazuki đã đưa con tiểu quỷ tới nhà của Sora để cho nó làm quen với Mi. Và do đang lạ lẫm nên hai đứa nó cứ ngồi thẫn thờ nhìn nhau không hề chớp mắt. Nhưng sau khi làm quen thì hai đứa nó lại chơi đuổi bắt với nhau xung quanh phòng khách hết sức là vui vẻ. Sora đã đề nghị mọi người cùng nhau làm sushi để chào mừng tiểu quỷ. Và do lần đầu mới tập làm nên tiểu quỷ không thể cuộn được một cái sushi nào cho nên hôn cả. Nhưng Mi thì lại cuộn hết sức khéo tay vì nó thường xuyên giúp đỡ Sora làm công việc nhà. Sora đã làm ra hai cái sushi có hình khuôn mặt của Mi cùng với tiểu quỷ, khiến cho tiểu quỷ hạnh phúc không biết nói gì hơn ngoài việc bấm like cho cái video tóm tắt anime này. Vừa về đến nhà thì Tazuki đã bắt con tiểu quỷ đi tắm rửa cho sạch sẽ, nhưng nó lại giả vờ ngáy ngủ vì lười không chịu đi tắm. Và khi nghe thấy Tazuki đang nói xấu mình thì nó đã đứng dậy đá cho cậu ấy vài cái. Một cậu bạn cùng lớp đã tặng cho Tazuki cùng với Sora mỗi đứa một con thần lằn giả. Và Sora đã đưa con thần lằn cho Mi để nó cuộn con thần lằn đó lại thành một cái xác ướp. Nhưng cuộn mãi mà không cột được phần đuôi khiến cho cô cậu tức tới phát khóc. Cậu bạn cùng lớp đã vô tình đánh rơi con thần lằn giả của mình xuống sân trường. Và con thần lằn đó đã rơi xuống ngay trước mặt Motegi khiến cho cô ấy sợ chạy mất dép. Và trên đường đi học về thì Motegi đã nói với bạn bè của mình rằng cô ấy từ nhỏ đã cực kỳ sợ bò sát. Sora đã hỏi tại sao Tazuki không đưa tiểu quỷ đến trường chơi cho vui. Nhưng thằng rốn lổi phá phách đó tới trường thì cuộc đời học sinh của Tazuki coi như chấm dứt. Sora vừa về đến nhà thì đột nhiên nhìn thấy bà dì Kaede cùng với con chó đang nằm ngủ trong quan tài. Và cậu ấy đã dặn dò Mi ở nhà không được khóc nhè trong lúc cậu ra ngoài đi mua đồ ăn. Trong khi đó, Motegi vừa bước vào phòng ngủ của cô ấy thì bỗng dưng nhìn thấy một con rồng đang ngồi trên bàn. Và con rồng đó cũng đã bối rối bay xung quanh căn phòng để tìm chỗ trốn. Nó thậm chí còn giả vờ trà trộn vào đám thú nhồi bông của cô ấy. Nhưng Motegi vốn rất sợ mấy loài bò sát nên cô ấy đã hét toáng lên. Motegi đã sợ hãi bỏ chạy xuống dưới nhà thì lại bị ngã sấp mặt xuống cầu thang. Cho nên con rồng kia đã vội vã bay xuống vì lo lắng cho cô ấy. Nhưng Motegi vẫn rất sợ hãi rồi ném toàn bộ đồ đạc về phía con rồng để đuổi nó đi. Motegi khỏe tới mức có thể ôm cả cái tủ ném thẳng xuống người con rồng. Nhưng con rồng này không quá nên có ném cái gì nó cũng tránh được hết. Sora đang đi chợ qua nhà Motegi thì chợt nhìn thấy cô ấy chạy thẳng ra ngoài. Và cô ấy đã nhờ Sora đi vào trong để bắt con rồng đó lại cho mình. Nhưng vừa mới bước vào trong thì Sora đã nhìn thấy một cảnh đổ nát do cô ấy làm ra. Sora đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy con rồng ở trong tủ. Và con rồng đã làm động tác để nói cho Sora biết chuyện Motegi vừa mới bị té cầu thang. Cho nên Sora đã đoán ra rằng con rồng đó chỉ đang lo lắng cho Motegi mà thôi. Sau khi biết được điều đó thì Motegi đã hết sức ân hận vì đã cố đuổi đánh con rồng. Và con rồng đã tặng cho Motegi một bông hoa để hai đứa làm lành với nhau, khiến cho Motegi hết sức cảm động rồi ôm chầm con rồng vào lòng mình. Sora đã đưa Motegi tới nhà của cậu ấy để cho rồng cùng với Mi làm quen nhau, và cậu ấy đã dặn dò Motegi không được phép tiết lộ cho ai về con rồng của cô ấy, vì các nhà khoa học sẽ bắt chúng đi làm thí nghiệm nếu như biết những sinh vật huyền thoại này có thật. Sora cũng đã nói Tazuki đưa con tiểu quỷ rốn lồi của cậu ấy qua chơi chung, và bọn họ đã chuẩn bị một ít thức ăn dành cho lũ thú cưng của mình. Nhưng con rồng của Motegi chỉ ăn được một vài thứ chứ không ăn tạp như con lợn tiểu quỷ. Tối hôm đó, Sora đã nói rằng con rồng của Motegi rất quan tâm chăm sóc cho Mi cùng với tiểu quỷ. Còn trong khi đó thì Mi lúc nào cũng cần phải được phục vụ như em bé. Và khi nghe được điều đó thì Mi đã cảm thấy hết sức buồn bã vì bản thân nó vô dụng vãi lều. Ngày hôm sau, bạn bè của Motegi AI cũng chụp hình thú cưng của mình đưa lên lớp khoe. Và Motegi đang định khoe chú rồng con của mình thì lại nhớ lời dặn dò của Sora nên lại thôi. Nhưng Sora cùng với Tazuki nói rằng nếu cô ấy muốn khoe con rồng thì cứ tìm bọn họ mà khoe. Motegi đã nói với mọi người rằng cô ấy đã dạy cho rồng con của mình viết được chữ. Và mọi người đang tưởng là cô ấy xạo chó nhưng không ngờ rằng nó viết được chữ thật. Thậm chí nó còn dạy lại cách viết chữ cho Mi cùng với tiểu quỷ luôn. Mi đã viết ra một dòng chữ vào giấy rồi đưa cho Sora đọc. Nhưng nhìn điệu bộ thẹn thùng của Mi thì có vẻ như nó đã viết một thứ gì đó hết sức là tình cảm. Và nó đã viết rằng muốn được ở bên cạnh Sora mãi mãi khiến cho cậu ấy hết sức cảm động. Tazuki đoán rằng thằng tiểu quỷ của cậu ấy chắc cũng chỉ viết được chữ sushi. Nhưng không ngờ rằng nó lại hỏi cậu ấy rằng chữ của nó có đẹp không. Và khi bị cậu ấy chê chữ xấu thì nó đã tức giận rồi đòi đánh cậu ấy luôn. Trong khi mọi người đang ngồi ngoài vườn thì con tiểu quỷ đột nhiên nhổ một củ cải của nhà Sora lên. Và con củ cải đó đã hét rầm lên khiến cho mọi người đau hết cả đầu. Bố của Sora đã mang được con củ cải này về trong một lần đi thám hiểm về. Và Kaede thường xuyên dùng bọn củ cải này để làm chuông báo thức.
Con củ cải đã bỗng dưng lăn đi với một tốc độ rất nhanh rồi chạy khỏi nhà của Sora, cho nên mọi người đã vội vã đuổi theo nó ra tới tận ngoài bờ sông. Mi đã cố nhảy xuống sông để bắt nó nhưng lại nhảy trúng một vũng bùn, còn tiểu quỷ thì nhảy một cái chúi mặt xuống nước luôn. Tuy nhiên, rồng con đã bay ra ngoài sông rồi bắt con củ cải đó lại một cách hết sức dễ dàng, và nhìn thấy điều đó thì Mi lại cảm thấy tủi thân vì sự vô dụng của nó. Vừa về đến nhà thì cả bọn đã nằm lăn ra ngủ do hôm nay chơi cũng đã khá mệt, và nhìn thấy tiểu quỷ bị cảm lạnh thì Mi đã đắp chăn rồi chúi nước mũi cho nó, cho nên Sora nhận ra rằng Mi cũng đang dần trưởng thành hơn trước đây rất nhiều. Khi ra về thì mọi người lại thấy Mi cùng với rồng con đang nói với nhau chuyện gì đó, và hóa ra là hai đứa nó tính đẩy thuyền cho chủ nhân của bọn chúng. Tối hôm đó, Motegi đang đọc sách thì rồng con của cô ấy lại mang bút vở ra tập viết, và nó có thể tự tắm cho bản thân mình chứ không cần phải để chủ giúp như Mi hay là con lợn tiểu quỷ. Thậm chí buổi tối thấy Motegi ngủ hở rồi nó còn biết đắp chăn lại cho cô ấy vì sợ cô sẽ bị cảm lạnh. Một cậu học sinh trong trường có tên là Daichi đột nhiên đứng dậy hét lớn ở giữa lớp học, và sau khi đi ra khỏi lớp thì cậu ta lại đột nhiên ngất xỉu rồi đè lên người của Sora luôn. Tazuki cùng với Motegi đang ngồi chờ Sora lên sân thượng ăn trưa mà mãi không thấy cậu ấy, nhưng Mi đòi phải chờ Sora tới cho bằng được thì mới chịu ăn, và bọn họ đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Sora vác theo cả Daichi lên đây luôn. Hóa ra Sora đã đưa Daichi tới phòng y tế nhưng bọn họ không dám nhận cậu ta, cho nên Sora chỉ còn cách đưa cậu ta lên đây nằm nghỉ. Ngay sau đó, Daichi đột nhiên tỉnh dậy rồi đòi đấm luôn cả Motegi, nhưng may mắn là Sora đã kịp cứu cô ấy và nhìn cậu ta đang hết sức hoảng loạn như vừa mới trải qua một cơn ác mộng kinh khủng vậy. Cuối buổi học hôm đó, Sora đã tìm tới lớp của Daichi để nói chuyện riêng với cậu ấy, và Sora biết được rằng Daichi lúc nào cũng nằm mơ thấy ác mộng mỗi khi ngủ, cho nên Daichi thường xuyên bị mất ngủ khiến cho đầu óc của cậu ấy không thể giữ bình tĩnh được. Daichi nói rằng cậu ấy cũng đã dán bùa chống tà ma quỷ quái để tránh gặp ác mộng, nhưng vừa tới phòng của cậu ta thì Sora đã hoảng hốt khi nhìn thấy cậu ta đã dán bùa kín cả cửa sổ. Cho nên Sora đành phải giúp cậu ta gỡ hết đống bùa chú đó xuống rồi cho rằng thằng này mê tín quá. Sora đã đưa cho Daichi hình vẽ của một loài thú có tên gọi là Baku, và cậu ấy nói rằng loài Baku rất thích ăn những cơn ác mộng của người khác, cho nên Daichi đã để bức hình đó xuống dưới gối để tránh gặp phải ác mộng. Tối hôm đó, Daichi đột nhiên thức dậy giữa đêm rồi cảm thấy bản thân không còn gặp ác mộng nữa, nhưng khi nhìn sang bên cạnh thì cậu ấy lại nhìn thấy một con vật hết sức kỳ lạ, cho nên cậu ấy đã hoảng hốt gọi để báo cho Sora tới cứu mình. Khi tới nhà của Daichi thì Sora phát hiện ra con vật kỳ lạ đó chính là một con Baku, và nó đã ăn hết toàn bộ những cơn ác mộng của Daichi giúp cậu ấy ngủ ngon hơn. Vài ngày sau, mọi người hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy Daichi đã có thể vui vẻ đến trường, và cậu ấy nói rằng con Baku đêm nào cũng tới ăn hết những cơn ác mộng của cậu ấy, cho nên cậu ấy đã có thể ngủ ngon giấc hơn trước đây. Daichi đã xin lỗi Motegi vì đã vô tình tấn công cô ấy hôm ở trên sân thượng, nhưng cô ấy đã tha lỗi cho Daichi vì Sora đã giải thích cho cô ấy tất cả mọi chuyện. Sora đã nói Daichi đưa con Baku tới nhà của mình để cho nó chơi với mấy con thú nuôi khác, nhưng mấy đứa kia cứ nhảy lên người con Baku khiến cho nó cảm thấy hết sức khó chịu. Con Baku đột nhiên nhảy thẳng lên đầu của Daichi với một tốc độ cực kỳ kinh khủng, và Sora nói rằng loài Baku có thể di chuyển với một tốc độ nhanh như vận tốc âm thanh. Vừa mới về đến nhà thì Motegi đã hết sức ngạc nhiên khi nhìn thấy con tiểu quỷ của Tazuki đang ở trong nhà mình. Và con tiểu quỷ này thường xuyên bỏ nhà chạy ra ngoài đi chơi lung tung, cho nên mọi người lo lắng rằng nếu cứ như vậy thì nó có thể bị người khác bắt gặp. Mọi người cảm thấy cần phải tìm được một người trông coi đám thú nuôi khi bọn họ tới trường, và Sora nói rằng cậu ấy quen một người bạn có thể làm được việc đó. Sora đã dẫn mọi người tới gặp một bức tượng biết nói nằm bên ngoài ngôi đền gần nhà cậu ấy. Và khi nhìn thấy ông ta thì Daichi cùng với Motegi hoàn toàn cạn lời không biết nói cái gì luôn. Còn Tazuki thì thường xuyên tới đây với Sora khi còn nhỏ nên cũng có quen biết với ông ta. Mọi người đang nói chuyện thì Sora đột nhiên bị một con ma đứng sau lưng bắt đi. Và mặc dù rất sợ ma nhưng Daichi vẫn cố gắng đuổi theo để giải cứu cậu ấy. Tuy nhiên, vừa bước vào trong đền thì bọn họ lại nhìn thấy Sora đang ung dung ngồi uống trà. Và hóa ra người vừa rồi không phải là ma quỷ mà là một vị thần cai quản ngôi đền này. Mọi người đã để đám thú cưng lại cho vị thần trông nom trong khi bọn họ tới trường. Và khoảng thời gian sau đó thì Sora cùng các bạn ngày nào cũng đưa đám thú cưng của mình tới ngôi đền vào mỗi sáng sớm. Nhìn đám thú cưng vui chơi lại thấy ngôi đền càng lúc càng giống một cái nhà trẻ. Và đang chơi đùa thì Mi đột nhiên nhìn thấy một con bọ cánh cứng ở phía bên ngoài cửa. Cho nên nó đã chui ra ngoài để chơi với con bọ đó. Nhưng vị thần lại không biết nó đang ở bên ngoài nên ông ấy đã vô tình đóng cửa lại. Mi đã hoảng hốt đập cửa nhưng do nhỏ quá nên không ai nghe thấy tiếng nó cả.
và sợ có người nhìn thấy mình nên nó đã vội vàng trốn xuống dưới ngôi đền. Ngay sau đó, một con quỷ đột nhiên xuất hiện rồi nghĩ rằng My đang bị lạc đường, cho nên nó đã dẫn My đi cùng với nó vào sâu trong một khu rừng nằm bên cạnh ngôi đền, và con quỷ này là một con quỷ khác chứ không phải là con tiểu quỷ của Tazuki. Trên đường đi vào khu rừng thì My đã nhìn thấy rất nhiều sinh vật thần thoại giống như nó, và con tiểu quỷ kia đã dẫn My đi vào trong nhà của nó nằm dưới một gốc cây để trú mưa. Con tiểu quỷ tỏ ý muốn rủ My ở lại đây chung với nó, nhưng khi nhìn thấy My có vẻ buồn bã thì nó nhận ra My muốn trở về ngôi đền hồi nãy, cho nên nó nói rằng sau khi tạnh mưa nó sẽ đưa My quay trở lại ngôi đền. Vị thần lúc này cũng phát hiện ra My đã bị mất tích lúc nào không hay, cho nên ông ta đã hoảng hốt chạy khắp ngôi đền để tìm kiếm nó. Nhưng may mắn là khi trời vừa mới tạnh mưa thì nó đã quay trở lại ngôi đền. Khi biết chuyện thì Sora đã nói My viết một bức thư để cảm ơn con quỷ kia, và sau khi nhận được bức thư cảm ơn của My thì nó đã mang bức thư về nhà rồi dán lên trên tường. Con lợn tiểu quỷ của Tazuki lúc nào cũng ăn vụng thức ăn của em gái cậu ấy khiến cho cô bé tức tới phát khóc, và lần này nó đã chén mất cái bánh kem mà Sora vừa mới làm tặng cho cô bé. Cho nên cậu ấy đã trách mắng nó nếu như không sửa được cái tội ăn vụng thì cút ra khỏi nhà. Nhưng tiểu quỷ vẫn đếch quan tâm rồi còn làm ra vẻ giận dỗi cậu ấy nữa. Sáng hôm sau, Tazuki đột nhiên không nhìn thấy con tiểu quỷ ở đâu nữa, và cậu ấy nghĩ rằng có thể con tiểu quỷ đó đã bỏ đi thật rồi cũng nên. Tazuki vừa đi học về thì em gái của cậu ấy nói rằng cô bé đã chuẩn bị một ít thức ăn cho tiểu quỷ, nhưng hôm nay lại không thấy nó đi xuống ăn như thường ngày. Những ngày sau đó, Tazuki vẫn không nhìn thấy tiểu quỷ trở về, và thấy cậu ấy lúc nào cũng đến trường với vẻ mặt ủ rũ nên Sora đã tới hỏi thăm cậu ấy. Sau khi biết chuyện tiểu quỷ đang bị mất tích thì mọi người quyết định là sẽ giúp Tazuki đi tìm nó. Và không thấy tiểu quỷ tới ngôi đền nữa thì My cùng hai con thú còn lại cũng cảm thấy rất buồn. Sora cùng với Tazuki đột nhiên nhìn thấy con tiểu quỷ đang nhảy nhót ở trên mái nhà, cho nên hai người bọn họ đã vội vã đuổi theo nó. Nhưng con quỷ mà bọn họ vừa nhìn thấy lại là con quỷ sống gần ngôi đền. Trong khi đó, Tazuki lại phát hiện ra con lợn tiểu quỷ của cậu ấy đã bị mắc kẹt khi cố chui qua một cái lỗ, và do ăn nhiều bụng béo nên nó đã không thể tự thoát ra ngoài được. Tazuki đã đưa tiểu quỷ quay trở lại ngôi đền với các bạn của nó, và bọn chúng đã cùng nhau vẽ một bức tranh để chào mừng tiểu quỷ quay trở lại. Trên đường trở về nhà, Tazuki đã nói rằng cậu ấy rất lo lắng cho tiểu quỷ khi nó bị lạc, và biết được tình cảm của Tazuki dành cho mình thì tiểu quỷ đã khóc nức nở vì xúc động, cho nên từ đó trở đi nó không còn dám ăn vụng thức ăn của em gái Tazuki nữa. Bố của Sora lại tiếp tục gửi về cho cậu ấy một kiện hàng hết sức kỳ lạ, và kiện hàng của ông ấy đã rung lên bần bật rồi phát ra tiếng rên rỉ từ bên trong. Sora đã chuẩn bị sẵn vũ khí để đề phòng bên trong lại xuất hiện mấy thứ yêu ma quỷ quái dị thường, nhưng hóa ra đó lại là một bức tượng biết nói của thần Ai Cập Anubis. Vừa mới nhìn thấy My thì Anubis đã hết sức ngạc nhiên vì dù sao thì My cũng tới từ Ai Cập như ông ta. Và do không thể cử động được tay chân nên Anubis phải gặm để cảm nhận cơ thể của My. Nhưng điều đó lại không làm My cảm thấy đau đớn mà còn khiến nó cảm thấy cực kỳ phê như được massage. Bức tượng Anubis này đã được bố của Sora mua trong một cửa hàng bán quà lưu niệm ở Ai Cập, và nó chỉ là một bức tượng bị gắn trên tấm ván gỗ nên không thể đi lại được. Sora nhìn thấy bố của cậu ấy còn gửi về một ít cát của Ai Cập nữa, và My đã nhanh chóng nhận ra đống cát đó được gửi tới từ quê hương của nó, cho nên nó đã vui mừng nhảy và chơi đùa rất vui vẻ bên trong đống cát. Sora đã làm một cái xe nhỏ để con chó có thể kéo Anubis đi xung quanh ngôi nhà, và mọi người cũng đã đưa đám thú cưng của mình tới để cho bọn nó chơi với ông ta. Tazuki đã cho mọi người biết rằng những bức tượng biết nói như Anubis chính là các phó tăng thần. Bức tượng ông cụ ở trong ngôi đền cũng là một trong số các phó tăng thần đó, và bọn họ cũng rất ít khi nói chuyện trước mặt con người. Đang nói chuyện thì Sora đột nhiên bị nức cụt liên tục, và nhìn thấy vậy thì Tazuki liền nói rằng người nào bị nức cụt quá 100 lần có thể sẽ chết, khiến cho mấy con thú cương mặt mày xám xịt cả lại vì sợ hãi. Mọi người đã hoảng hốt khi nhìn thấy cuộn băng trên người của My bị tuột ra, và nó đã nhảy lên lưng con chó rồi cố chạy trốn khỏi Sora. Thậm chí mấy con thú cương còn lại cũng cố gắng ngăn cản Sora đuổi theo nó. Tazuki đã luôn muốn biết bên trong lớp băng của My là thứ gì, cho nên cậu ấy đã giữ Sora lại để cho nó có cơ hội cởi hết lớp băng ra, và Motegi muốn giúp Sora bắt nó nhưng lại lỡ tay kéo tấm băng tuột ra nhiều hơn. Tuy nhiên, My cùng với con chó bỗng dưng dừng lại ngay sau đó, và nhìn thái độ của bọn thú cưng thì có vẻ như bọn chúng muốn giúp Sora hết bị nức cụt. Vì bọn chúng đã nghe thấy Tazuki nói bị nức cụt 100 lần thì sẽ phải đi gặp ông bà, nên Tazuki đã phải giải thích lại cho bọn chúng rằng thực ra cậu ấy chỉ nói xạo chuyện đó mà thôi. Trước khi ra về thì mọi người có nói rằng trong nhà Sora chỉ có mỗi con chó là động vật bình thường,
nhưng không ngờ là con chó của Sora năm nay cũng đã sống được 50 tuổi rồi. Một thằng bạn trong lớp đã cho Sora cùng với Tazuki xem bức hình của một con chó mà cậu ta chụp được. Và vừa mới nhìn thì ai cũng cho rằng nó cũng chỉ là một con chó bình thường mà thôi. Nhưng khi để ý lại thì Sora nhận ra rằng con chó này thực ra là một thần khuyển. Chuẩn bị đi ngủ thì con chó Anubis đột nhiên hoảng hốt lên vì sắp tới giờ chiếu bộ phim ngôn tình yêu thích của nó. Cho nên Sora đành phải đưa nó ra ngoài phòng khách để cho nó coi phim. Gặp phải tôi thì tôi đấm cho mấy phát chứ nuôi bức tượng như nó khổ vãi lều. Nhưng lúc này đang nằm ngủ thì bỗng tỉnh dậy vì gặp phải ác mộng. Và nó đã hết sức sợ hãi khi không nhìn thấy Sora ở đâu cả. Cho nên sáng hôm sau nó cứ bám dính lấy Sora không dám rời cậu ấy nửa bước. Sora không còn cách nào khác ngoài việc đưa Midi tới trường cùng cậu ấy. Và vị thần trong ngôi đền đã dán lên lưng nó một lá bùa nhỏ để đánh dấu đề phòng nó bị mất tích. Cuối ngày hôm đó, mọi người đã cùng nhau đi tới một ngọn núi vì nghe nói rằng con thần khuyển từng xuất hiện ở nơi này. Nhưng Sora cảm thấy nơi này tới một con động vật bình thường cũng không có chứ đừng nói đến thần khuyển. Mọi người đang chuẩn bị ra về thì Sora đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó hết sức kỳ lạ. Và cậu ấy phát hiện ra hôm nay chính là ngày các vị thần trong ngọn núi này tổ chức lễ hội. Theo lời của Sora thì nhóm của bọn họ đã vô tình bị vướng vào lễ hội đó. Nhưng loài người phải mang theo vé mời thì mới được phép tham gia vào lễ hội này. Và kẻ nào cố gắng tham gia mà không có vé thì sẽ bị các vị thần ở đây trừng phạt. Ngay sau đó, ba con quỷ lùn tịt đã xuất hiện trước mặt mọi người rồi đòi bọn họ đưa vé tham gia lễ hội. Và tưởng rằng mọi người không có vé tham gia nên một con quỷ đã biến thành khổng lồ để bắt bọn họ lại. Nhưng may mắn là Sora đã được một người bạn tặng cho 4 chiếc vé tham gia lễ hội này. Sora cũng đã gặp lại người bạn quỷ nhân đã tặng cho cậu ấy 4 chiếc vé đó. Và ông bạn quỷ nhân này rất thích con người nên ông ta cực kỳ vui mừng khi biết Sora có đem theo bạn tới chơi. Ông bạn quỷ nhân đã dẫn mọi người đi gặp hai con thần khuyển, nhưng có vẻ như hai đứa nó đang cãi nhau hết sức là căng thẳng, cho nên Sora cùng với Tazuki đã phải chia nhau ra để giúp bọn chúng làm lành với nhau. Ngay sau đó, toàn bộ quỷ nhân cùng những loài quái vật trong truyền thuyết đều đã tập trung hết về ngọn núi để chơi lễ, và đám đông chật tới mức Sora cùng với Tazuki suýt chút nữa là bị lạc mất nhau luôn. Khi mọi người đang chơi vui vẻ thì một gã loài người đã trà trộn được vào bên trong lễ hội bằng cách sử dụng vé giả. Nhưng khi ba con quỷ soát vé phát hiện ra thì hắn ta đã trốn đi mất tiêu. Ông bạn quỷ nhân lại đưa nhóm bạn tới một cái thác nước linh thiêng của các vị thần để ngắm nhìn. Và nhân lúc mọi người không để ý thì gã loài người kia đã bắt mình đi mất. Lính canh đã chạy đến báo cho mọi người biết rằng một tên loài người vừa mới lọt được vào lễ hội. Và Sora đã rất hoảng hốt khi nhìn xung quanh mà không thấy Mi ở đâu. Cho nên bọn họ kết luận rằng Mi chắc chắn đã bị gã loài người kia bắt đi, nhưng bọn họ hiện giờ lại không biết được hắn ta đã bắt Mi đi chỗ nào cả. Tên bắt cóc kia đang hết sức vui mừng vì hắn ta vừa mới bắt được một loài hiếm hoi như Mi, và tên này là một kẻ chuyên đi săn những sinh vật như Mi để bán kiếm tiền cho bản thân. Lá bùa do vị thần dán sau lưng của Mi đột nhiên xuất hiện rồi bay thẳng lên trời, và khi nhìn thấy lá bùa đó thì mọi người đã phát hiện ra Mi cùng với tên bắt cóc kia đang ở phía sau thác nước. Sora cùng với Tazuki đều nhận thấy con đường nhanh nhất để đuổi kịp tên bắt cóc chính là leo lên vách đá bên cạnh thác nước. Và với sức mạnh phi thường của mình thì Motegi chỉ cần hất nhẹ một cái là đã có thể ném được Sora lên giữa vách đá. Sora đã leo lên thác nước để cố gắng tới cứu Mi nhanh nhất có thể. Và đang leo thì cậu ấy lại vô tình bị hụt tay rồi rơi thẳng xuống dưới thác nước. Nhưng hai con thần khuyển đã kịp thời tóm được cậu ấy rồi kéo cậu chạy thẳng lên phía trên. Sora đã chạy tới trước mặt của tên bắt cóc kia để đòi lại Mi. Nhưng tên này chỉ coi những sinh vật như Mi là món hàng kiếm tiền cho hắn ta, nên Sora không còn cách nào khác ngoài việc nhảy vào đấm nhau với hắn. Do chỉ mới là học sinh nên Sora không thể nào ăn được một người trưởng thành như hắn, nhưng một vị thổ thần đột nhiên cất tiếng nói lên để cảnh cáo tên bắt cóc kia, và ông ấy đã bắn ra một tia sét từ trên trời xuống đánh sấp mặt tên bắt cóc. Sora cùng với Mi đã hết sức vui mừng vì tưởng rằng hai đứa sẽ không còn được gặp lại nhau nữa, và tên bắt cóc đã bị lính canh giải đi để trừng trị tội dám xâm phạm lãnh địa của thần linh. Các sinh vật trong ngọn núi đã tặng cho nhóm của Sora một món quà trước khi bọn họ ra về. Và vừa mới trở về nhà thì Sora cùng mọi người đã cùng nhau mở món quà đó ra. Sora cảm thấy hơi lo sợ vì mấy món quà được các vị thần tặng thì có thể không giống như quà bình thường. Nhưng hóa ra món quà mà bọn họ nhận được lại là một đống đồ dùng để tổ chức một lễ hội nhỏ. Và mọi người cùng với đám thú cương cũng đã mặc áo yukata để cho phù hợp với không khí của lễ hội. Daichi cùng với con Baku của cậu ấy đã chơi trò rút thăm trúng thưởng. Nhưng bọn họ lại chỉ rút được một tấm vải có khả năng bay trong gió mà thôi. Tazuki cùng với thằng tiểu quỷ rốn lồi đã cùng nhau chơi trò bắn vòng cao su, nhưng tiểu quỷ bắn không trúng nên nó đã trút giận lên đầu cậu ấy, và tới lượt của Mi thì nó lại để cái vòng cao su bật thẳng vào mặt. Tazuki đã chiến thắng được trò chơi bắn vòng cao su rồi giành được giải nhất là một cái mặt nạ quỷ nhân,
và có vẻ như con tiểu quỷ của cậu ấy rất thích cái mặt nạ đó. Trong khi đó, Motegi cùng với con rồng của cô ấy đang chơi trò câu bóng nước và con rồng chỉ cần kéo một phát là đã câu được hết bóng bên trong bể ra luôn. Sora ước gì mọi người có thể tiếp tục cùng nhau tham gia lễ hội vui vẻ như thế này vào năm sau, nhưng Tazuki lại nói rằng không chỉ có mỗi năm sau mà năm nào bọn họ cũng sẽ tổ chức lễ hội. Cảm ơn các bạn đã xem hết video review về bộ anime Bảo Mẫu Xác Ướp. Mình sẽ để những video khác của kênh ở đây. Và đừng quên nhấn nút đăng ký cùng với nút chuông để nhận thông báo khi kênh ra video mới.